Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Ở những video trước, KTV đã chia sẻ với quý vị cách để cài đặt cái ví mềm SafePal trên điện thoại smartphone. Tiếp theo video này, KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách để giao dịch mua bán các token trực tiếp trên cái ví phi tập trung SafePal. Rồi, trước hết quý vị hãy vào cái ví SafePal của quý vị này. Và quý vị muốn giao dịch được trên cái ví phi tập trung này, quý vị phải có BLB để làm phí giao dịch. Ok chưa? Rồi, quý vị vào cái biểu tượng DApp ở phía dưới màn hình này. Ở đây KTV sẽ giao dịch trên cái sàn PancakeSwap. Rồi, KTV sẽ chọn luôn cái PancakeSwap này. Nếu như lần đầu quý vị kết nối ví với sàn thì nó sẽ có yêu cầu connect. Quý vị cứ kết nối bình thường. Thì ở đây KTV đã kết nối ví với sàn rồi này. Rồi, ở cái dòng đầu tiên mặc định là BLB thì quý vị hãy chọn cách token mà quý vị muốn bán. Thì quý vị hãy chọn vào đây. Rồi, ở ô tìm kiếm quý vị hãy nhập cái mã token. Ví dụ ở đây KTV sẽ nhập mã là SafePal này. Đó. Rồi, tiếp theo cái dòng thứ hai là select a currency thì quý vị chọn một cái token mà quý vị muốn bán ra. Ở đây KTV sẽ chọn là BUSD. Đó. Rồi, bên dưới cái từ from này quý vị hãy nhập cái số lượng. Đó, hoặc quý vị cũng có thể bấm vào mắc để chọn tất cả. Ok chưa? Rồi, sau khi chọn xong, quý vị chọn vào swap này. Đó, quý vị chọn vào confirm swap. Quý vị chọn ok này. Rồi, quý vị hãy xác nhận này. Quý vị có thể view on BSC scan để kiểm tra cái giao dịch này. Ok chưa? Rồi, đây trạng thái giao dịch này, success đây là thành công này. Đó. Rồi, quý vị bấm vào cái mũi tên để quay trở lại này. Quý vị có thể tắt cái này đi. Quý vị cũng có thể vào cái biểu tượng đồng hồ này để kiểm tra này. Ok chưa? Đó, thì đây là một cái trạng thái giao dịch đã thành công. Thì quý vị giao dịch thành công, tự động coin nó sẽ về cái ví của quý vị ngay. Ok chưa? Rồi, ngoài ra quý vị cũng có thể tham khảo thêm cái phần cài đặt này trong những trường hợp mạng tắc nghẽn. Đó. Thì quý vị có thể chỉnh cái slip pay lên. Thì ở đây mặc định là 0,5%. Quý vị có thể chỉnh lên 1%. Hoặc là cao hơn nữa thì quý vị tùy chỉnh ở cái ô này. Ok. Thì đây là cái sàn phi tập trung và cái ví phi tập trung. Quý vị chỉ việc kết nối sàn với ví và quý vị swap thì tự động các coin nó sẽ về ví của quý vị ngay. Ok. KTV xin kết thúc video tại đây. Nếu như quý vị ai chưa có cái tài khoản sàn Binance để chuyển BLB về ví làm phí thì quý vị hãy đăng ký theo đường link KTV để bên dưới video này. Và quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. KTV xin kết thúc video tại đây.